Okay, xin chào tất cả các em. Như các em đã biết rằng là idioms hay là thành ngữ hay khẩu ngữ là những cái cách thức diễn đạt rất là tự nhiên của những người bản xứ mà họ thường dùng nếu các em để ý. Đúng không ạ? Thì khi chúng ta nghe các cuộc hội thoại hàng ngày, trong giao tiếp hàng ngày hay trong công việc thì chúng ta đều thấy rằng họ thường sử dụng các idioms. Vậy theo các em idioms là cái gì ạ? Hôm nay chúng ta sẽ thử xem là người bản xứ sử dụng idioms trong giao tiếp như thế nào. Và đây là một cách để cô có thể là học từ vựng một cách tự nhiên nhất. Và đối với cô, để học từ vựng một cách tự nhiên nhất thì cô thường học từ vựng trong ngữ cảnh và đặc biệt trong các cái cuộc hội thoại giao tiếp. Và nếu các em sử dụng được idioms trong phần speaking của chúng ta thì điểm của chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể đó. Và chúng ta thử xem cách cô học idioms như thế nào nhé. Mời các em hãy theo dõi lên màn hình. Sau đây là một trích đoạn ngắn của cuộc hội thoại giữa ông Baker và bác sĩ của ông ấy. Các em hãy để ý những từ in đậm nhé. So, doctor, is it serious? Yes, Mr. Baker, I'm afraid it is. Have you been under a lot of pressure recently? As the head of a multinational company? I'll say. You see, we have several projects at the moment. We are in the process of closing 6 major deals. So, everyone is using all their energy at work, including me, of course. Yes, I saw you talking about buying out Swift Airlines on the news last night. Are you sure it would be wise to take over such an ailing company? It sounds like a bit of a hopeless business to me. Anyway, back to your chest pains. First of all, you should avoid public attention. All this publicity must be rather stressful. You really should take a position of less importance in the company. Và sau đây chúng ta hãy theo dõi trích đoạn số 2 và đặc biệt chú ý những từ in đậm một lần nữa. Nhưng lần này cô lại sử dụng các idioms để thay thế cho những từ in đậm trong cuộc hội thoại trước. Các em hãy chú ý nhé. So, doctor, is it serious? Yes, Mr. Baker, I'm afraid it is. Have you been under a lot of pressure recently? As the head of a multinational company, I'll say, you see, we have got several irons in the fire at the moment. We are in the process of closing 6 major deals. So everybody is working at full stretch, including me, of course. Yes, I saw you talking about buying out Swift Airlines on the news last night. Are you sure it would be wise to take over such an ailing company? It sounds like a bit of a dead end to me. Anyway, back to your chest pains. First of all, you should adopt a lower profile. All this publicity must be rather stressful. You really should take a back seat in the company. Và sau đây cô sẽ tổng hợp các idioms mà ông Baker và bác sĩ của ông ấy sử dụng trong trích đoạn hội thoại vừa rồi. Các em để ý nhé. Idiom số 1. Have or have got several irons in the fire. So hi. Work at full stretch. So ba. A dead end. So bốn. Adopt a lower profile. So năm. Take a back seat. Okay, vừa rồi là 5 idioms mà hai nhân vật của chúng ta sử dụng trong cuộc hội thoại. Đó là cách cô học các idioms đó các em. Các em thấy sao ạ? Rất thú vị và bổ ích phải không nào? Nếu các em có thể sử dụng được các idioms này trong khi chúng ta trả lời các câu hỏi trong IELTS Speaking Exam á, thì điểm của chúng ta chắc chắn sẽ được cải thiện hơn rất nhiều. Và đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong công việc, nếu chúng ta có thể dùng thêm các idioms thì chúng ta sẽ cảm thấy chúng ta tự tin, tự nhiên hơn rất là nhiều như đang nói chuyện với người bản xứ vậy. Và trong khóa học IELTS and More sắp tới thì chúng ta có thể học được vô vàn các idioms khác nữa cho tất cả các chủ đề khác nhau. Miễn sao các em hãy thoải mái chia sẻ những cái khúc mắc hay băn khoăn của các em. Và cuối cùng hãy like, subscribe and comment nếu các em có bất cứ câu hỏi nào nhé. Hẹn gặp lại các em trong khóa học IELTS and More sắp tới.